Tôi sẽ nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là có nickname là Mẹ Nấm, thì là người vừa gọi là vừa được hay là vừa như thế nào đấy, tức là chính phủ Mỹ, tức là bảo lãnh sang Mỹ. Thì như tất cả các bạn cũng đều đã biết, những tức là nickname Mẹ Nấm ấy, thì cũng là cái thằng tức là một cái con mà gọi là mình gọi là dân chủ. Sinh năm 1979 thì là cô này đã học, tức là học đại học về kiểu đào tạo của cái trường đại học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, thì có mở một cái chi nhánh kiểu là đào tạo ngoài ở thành phố Nha Trang. Thì cô này sau khi thì cô này đã học cái lớp đó, vâng, và sau đó thì cũng có một thời gian làm ở một công ty du lịch. Nhưng mà nói chung là mình cũng không nói là cái thân nhân của cô ấy, tức là gốc ấy, là Việt Nam Cộng Hòa, thì mình chưa nói, vì có những người ví dụ gốc người ta là bố mẹ hoặc là ông bà các thứ là phía Việt Nam Cộng Hòa, nhưng người ta sau khi ví dụ là sống ở trên đất nước Việt Nam mà thấy coi như là cái chế độ mà cô ấy sống do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ấy, thì nói chung là rất là tốt đẹp chẳng hạn, thì người ta cũng không có quay lại chống lại nhà nước mà chống lại coi như là lợi ích của nhân dân và chống lại cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì là cái cô Như Quỳnh này thì là một, mình cũng không muốn nói, tức là hôm nay là ngày phụ nữ thì mình không muốn nói xấu một người phụ nữ, nhưng mà nói chung cái bản chất của cô này ấy, thì là nói chung là cũng thuộc dạng lười làm mà ăn sẵn. Và nói chung là cái thân nhân của cô ta cũng không dạng tốt. Thì đến thời điểm này thì là cô ấy, tôi chả biết chồng con ở đâu, không biết chồng gì đâu, nhưng có hai con. Và hai con thì là hai người bố khác nhau. Và nói chung là hiện nay cũng không có một cái ông nào mà gọi chịu đựng được cái bản tính hoặc là bản chất của cô ta. Cho nên là hiện nay coi như cô ta là có con mà là không thấy chồng đâu cả. Vâng, thì là cô này coi như là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để chống lại cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vì là nhân cái vụ mà Formosa xả thải ra ngoài biển, coi như làm ô nhiễm biển ở 6 tỉnh miền Trung, thì cô ta đã đứng lên và cô ta chống lại coi như là cái Formosa. Nhưng mà không phải cái bản thân cô ấy tự chống lại, nhưng mà cô ta coi như kết hợp với một số cái tổ chức, ví dụ như ở cái tổ chức blogger ấy, và coi như là cô ta nhận tiền ở hải ngoại về để mà cô ta coi như xuyên tạc lại cái tình hình ở Việt Nam. Mà thậm chí ví dụ cái vụ Formosa, các cô ta lại còn lấy một số cá chết cô ta đưa lên ở cái cầu ở cái đường Trần Phú ấy, thì là cô ta quay phim chụp hệ hình và cô ta rêu rao rằng là coi biển Nha Trang coi như là cũng ô nhiễm rồi, cũng bị coi như là xả thải của Formosa. Và cô này ấy, thì là nói chung là bất kỳ một cái gọi là những cái gì gọi là nó có tồn tại ở trong cái xã hội hiện nay ấy, là cô ta bắt đầu có bâu đến và cô ta quay phim chụp hình và cô ta viết những cái tài liệu, cô ta phân tán và gửi cho cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài và các một số tổ chức ở bên nước ngoài nữa để cô ta kiếm tiền mà coi như là nuôi mẹ và nuôi hai con. Cô ta coi như là cái bản chất của cô ta là một cái kẻ coi như là hám danh hám lợi nhưng mà lười làm. Thì nói chung là, và có một cái vụ nữa coi như là cô ta bịa đặt xuyên tạc, coi như là bảo là hiện nay ở những cái nhà tù mà những nơi giam giữ của cái đất nước mình thì là nói chung là bao nhiêu người tù nhân bị giết rồi bị chết ở trong cái nhà, ở trong cái chốn lao tù đó, thì những cái số liệu cô ta đưa ra thì hoàn toàn bịa đặt. Và những cái số liệu đấy thì cô ta đều cứ gửi cho cái bọn mà những cái tổ chức phản động ở bên nước ngoài. Cô ta cố tình, dù coi như là đã được các cấp chính quyền, vâng, lực lượng công an và lực lượng an ninh đã mời cô ta lên rất nhiều lần để mà ví dụ giáo dục, nhưng mà cái bản tính của cô ta như thế thì thành cùng là cô ta đã bị lực lượng an ninh bắt. Và qua cái xét xử của cái tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa qua hai phiên xét xử, tức là sơ thẩm và phúc thẩm, thì là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị coi như tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa phạt 10 năm tù. Vâng, thì
thì là mới được coi như là 10 năm tù. Thì là cô này ấy, thì là cũng được coi như là những các tổ chức nước ngoài, các tổ chức phản động ở nước ngoài và coi như là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài chúng tung hô thành là một cái nữ anh hùng là một như thế này thế khác. Thì là cô này cô ấy rất là cái ảo tưởng ở cái mình, và chính ra là thời tổng thống Donald Trump thì mới lên, thì thực tế ra là cái bà mà đệ nhất phu nhân của tổng thống Donald Trump ấy, thì bà cũng nhận cái khi chồng lên làm tổng thống thì bà cũng mới nhậm cái chức ấy thôi, thì mới được mới gọi cái tư vấn của những cái thành phử, những cái phần tử mà nó tức là người ta không có cái cảm tình với đất nước Việt Nam, thì là bà này tức là có một cái giải thưởng gọi là người phụ nữ của năm, thì là bà này bà phong cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vâng, thì là thì như tôi vừa nói thì là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức là đã chống lại cái chế độ tuyên truyền chống lại chế độ cộng sản hiện nay. Vâng, thì cho nên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa qua hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm thì đã xử phạt coi như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được bị 10 năm tù giam. Vâng, thì là tức là đến thời điểm tức là vào ngày 17 tháng 10 năm 2018 này thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ở tù được coi như là 2 năm 7 ngày. Vâng, 2 năm 7 ngày thì là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được một số tổ chức đấy, thuộc một số cái tổ chức người ta mới đề đạt chính phủ Mỹ, và nói chung chính phủ Mỹ đã bàn bạc với lại những cơ quan chức năng của Việt Nam và đưa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ từ ngày 17 tháng 10 vừa rồi. Thì như tất cả các bạn đều đã biết, tức là khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi thì có hai đứa con nhỏ và một bà mẹ già mà sinh ra Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy, thì còn lại chồng thì là hai đứa con, hai người đời chồng mà bây giờ hiện nay cũng chả biết chồng đâu cả, hình như là chắc bị cái loại đấy là bị chồng bỏ rồi. Vâng, thì là khi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy sang đến Mỹ thì theo tôi cũng xem một số cái clip khi mà ví dụ cái bọn mà chống cộng cực đoan và một số cái nhà báo của cái bọn chống cộng cực đoan ấy, chúng nó ra chúng nó đón Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở cái sân bay ở cái thành phố Houston thuộc bang Texas, thì là nói chung là lần này rất là lèo tèo, mà tôi cũng không ví dụ cái đợt trước mà đón cái thằng Việt Khang ấy, thì tôi thấy cờ xí tất cả các thứ có vẻ ầm ĩ lắm, nhưng mà lần này Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang cái sân bay ở thành phố Houston ấy, thì nói chung là cũng chỉ lèo tèo, đứa đón thôi, thì sang bên đấy thì là không đúng là chống cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mình nói tóm gọn là vậy đúng không, mình nói tức là vừa nãy tôi nói là không phải tức là chống cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, xin cho mình nói như thế là chính xác. Đây còn chống đối chế độ này, mà chế độ hiện nay là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những cái mục đích của chúng nó, kể cả cái bọn dân chủ của trong nước hoặc cái bọn chống cộng cực đoan, hiện nay là bọn chúng chỉ muốn lật đổ cái Đảng Cộng sản. Vâng, thì Đảng Cộng sản là cái đảng hiện nay coi như là cái chế độ này do Đảng Cộng sản vâng Việt Nam lãnh đạo, và chúng nó coi như cái mục đích cuối cùng chúng nó là thành lập cái vấn đề đảng viên đại đảng thôi, thì mình trả lời sơ sơ qua với trương dâm như thế. Vâng, thì là nhiều bạn hỏi là lý do tại sao ấy là cái vấn đề là con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này nó chọn cái tức là cái bang Texas hoặc cái thành phố Houston, thì có lẽ là tôi theo đấy là theo dự đoán của tôi nhé, dự đoán thôi, thì có khả năng là nó có những thân nhân ở cái bang này thứ nhất, hoặc là có khả năng là bây giờ ví dụ nó sang những cái bang Cali chẳng hạn, thì nói chung là ở đấy có rất nhiều những cái tổ chức chống cộng cực đoan, mà có khả năng cái con này nó sang bên đấy ấy, thì theo tôi nghĩ rằng là nói chung là khi nó sang bên đấy rồi thì là nói chung là chỉ trong khoảng 1-2 tuần đầu thôi
thì nói chung nó vì những bọn kia nó còn săn đón nó nhiều thì nó còn tức là đưa ra những lời lẽ mà chống đối cái nhà nước mình. Nhưng mà nói chung là theo tôi nghĩ con này nó sang cái thành phố nó cũng khá khôn ngoan, là ở đó ở đó thì nói chung những bọn những cái tổ chức chống cộng cực đoan thì phần lớn là ở bên Mỹ, tập trung ở cái bang Cali nhiều, thế nên nó cũng muốn thôi sang đấy chúng nó cũng gọi là tìm kế sinh nhai và yên ổn làm ăn thôi. Nhưng thực tế là khi mà con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang đấy thì là theo tôi được biết thì là cái chính phủ Mỹ có khả năng mới tìm chỗ nhà ở và cái đài thọ cho nó được một cái thời gian ngắn cỡ khoảng 6 tháng thôi. Còn 6 tháng sau thì là một mình, ví dụ như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chẳng hạn, thì ở bên Việt Nam là một cái kẻ có nhức lại kiểu nhắc làm, xin ăn mà nhắc làm. Thì bây giờ coi như suốt ngày sống với Facebook, với lại suốt ngày đi viết lách những cái blog để mà chống lại cái nhà nước mình. Thì là bây giờ ví dụ sang bên Mỹ chẳng hạn, thì là bây giờ cái nghề nghiệp thì không có, chỉ cô ta đã học coi như cái chương trình coi như là cử nhân về Anh văn. Thì nói chung cái khả năng Anh văn của cô ta thì tôi nghĩ là chắc cũng tốt thôi. Nhưng mà bây giờ còn hai con và một mẹ già nữa, thì nói chung là phải coi một mình mà cáng đáng trong cái cuộc sống như thế. Thì theo tôi nghĩ rằng là cô này cô cũng có một cái sự thức tỉnh nào đó, cho nên là cô với về cái chỗ mà thành phố Houston thuộc bang Texas đấy. Thì là thì bây giờ như tất cả các bạn đều đã biết rằng là cái chuyện mà coi như là chính phủ cái nhà những chính phủ Việt Nam ấy, và nói chung là bây giờ ví dụ chính phủ Mỹ chẳng hạn, người ta ví dụ như có một cái tổ chức nào đó người ta bảo lãnh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang đó thì là chính phủ Việt Nam ok luôn thôi, đúng không? Những cái loại đấy chẳng hạn thì nói chung là sống ở Việt Nam, theo tôi nghĩ rằng chúng nó chỉ là cái rơm cái rác thôi, chúng nó chỉ là những hạt tức là những cái rơm cái rác, tức là cản trở cái con đường phát triển của phát triển của cái đất nước mình hiện nay. Thì nói chung là những cái loại đấy theo tôi nghĩ là nói chung là cái ví dụ chính phủ Mỹ hoặc Canada hoặc Pháp viết tất cả các thứ mà ví dụ là người ta coi như là chứa được những dạng đó thì Việt Nam coi như là sẵn sàng coi như là cho chúng nó đi thôi. Vâng, ví dụ những cái kẻ mà bây giờ ví dụ như là một số cái kẻ mà như là bọn chúng ấy, ở bên kia cứ gọi là tù nhân lương tâm ấy, mà hiện nay vẫn còn ở trong các trại cải tạo giam giữ của Việt Nam hiện nay bây giờ, thì theo thiện ý của tôi mà ví dụ như chính phủ nào đấy ví dụ có chứa chấp được chúng đó thì nói chung là Việt Nam mình cũng cho đi hết, đúng không? Ở đây coi như chặt đất ra. Thứ hai là nói chung là ví dụ những người như chúng tôi thì phải đóng thuế đóng trước mà nuôi mấy những kẻ vô danh, những kẻ coi như là chống phá lại cái cuộc sống yên bình của chúng tôi, thì nói chung là chúng tôi đồng ý cả hai tay. Đúng rồi, ba quay xuống nói tức là tống mẹ nấm đi cho vừa đỡ tốn cơm tống tốn gạo, vừa được tiếng thơm là coi như là thả tự do, dùng chữ thả tự do phải trả tự do, đúng không? Đấy, sang bên đấy là muốn chống gì chống, kể cả chống gậy, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho tất cả các bạn này, nói chung là những cái kẻ mà ví dụ từ ngày xưa các bạn cũng đều đã biết, ví dụ năm trước cái thời mà gian mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ấy, khi mà lên làm tổng thống thì thời gian trước những cái đời mà tổng thống như Obama hoặc những đời Bill Clinton chẳng hạn, thì nói chung là những cái luật chuyện mà nhập cư ấy thì nói chung là nó cũng còn dễ, cho nên là cũng nhiều kẻ coi như lấy cái cớ để mà ví dụ chống cộng hoặc là chống đảng và nhà nước mình, chống nhà nước mình, để chúng nó lấy cái cớ đó để mà ví dụ bắt vào tù 2-3 năm, rồi là cuối cùng là chính phủ Mỹ các thứ là coi như cũng can thiệp để mà đưa chúng nó sang Mỹ. Và nhiều kẻ coi như là nó cố tình để mà nó gọi là đạt vừa nãy nó nói là gọi là cái thuyết âm mưu ấy, tức là cố tình như thế để mà kiếm được một suất qua Mỹ thôi. Vâng, ví dụ như bản thân tôi nói cho các bạn, tất cả chúng nó đều những kẻ ảo tưởng đấy,
anh em mình hiện nay có rất nhiều, mà ví dụ bà con Việt Kiều hiện nay sống ở bên Mỹ thì là cũng biết cái cuộc sống ở bên Mỹ thì đầu tiên bây giờ sang chẳng hạn ở cái tuổi cao cao rồi thì nói chung là cũng không dễ dàng gì để mà tạo ra một cái cuộc sống ổn định ở bên các nước tư bản. Bây giờ các bạn, bây giờ ví dụ như là vấn đề, ví dụ tôi nói các bạn là ví dụ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ này, ví dụ ông là tiến sĩ luật chẳng hạn, đúng không? Bây giờ sang Mỹ coi như là... Vâng, xin chào anh Trần Trung ạ. Anh để em nói một tí, cỡ khoảng một phút thôi thì anh em mình trao đổi. Vâng, ví dụ như bản thân, vâng, bản thân ví dụ Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn là một tiến sĩ luật ở Việt Nam, ví dụ ông ấy có khả năng ở đây ông ấy đi giảng cho các trường đại học chẳng hạn về vấn đề luật. Bây giờ ông ấy sang bên đấy mà coi như là mà bản thân bị mắc bệnh tiểu đường này, rồi bà mẹ ông ấy, bà vợ ông ấy thì bắt buộc phải ở lại coi như là chăm sóc ông ấy, không về được Việt Nam. Mà nhiều khi bà cũng tâm sự là bà nhiều khi nhớ quê hương, nhớ cháu nội ở mà ở hiện nay sống ở Hà Nội chẳng hạn, thì bà nhiều đêm bà không ngủ được, bà suốt ngày bà nhớ về quê hương đất nước. Hoặc cái bản thân ví dụ thằng Điếu Cày đầu tiên sang cũng hồ hởi rồi, cũng được bọn ba sọc các thứ treo cái khăn quàng mà có cờ vàng ba sọc đỏ coi như là liên cổ. Nhưng bây giờ coi như Điếu Cày hiện nay sang bên đấy thì cũng tắt cái ngõm, coi như cũng một mình cũng phải đi lo toan cái cuộc sống ở bên đó. Ví dụ như rồi là bà Bùi Kim Thành thì là lúc chiều tôi xem một cái clip, trời ơi, bà đi nhặt mấy cái lon coi như là gọi là nhặt mấy cái lon đeo coi như sách lủng lẳng bây giờ trả lời phỏng vấn họ kia các thứ. Nếu mà bây giờ bà làm luật sư ở bên Việt Nam chẳng hạn, bà không sang bên đấy thì nói chung cái cuộc sống của bà ở Việt Nam thì theo tôi nghĩ là rất là thanh thản. Hoặc cái Tạ Phong Tần cũng thế, bây giờ cũng lẹo dẻo tất cả những kẻ gọi là có cái mong muốn ấy, mà coi như là chống lại chế độ này để mong muốn là sang đất nước Mỹ chẳng hạn, thì nói chung đấy tất cả các thứ đều trả lời được cái bằng cái cuộc sống của người ta đấy. Hoặc là một hai tháng vừa rồi thì các bạn đã biết, ví dụ các sĩ Việt Khang được cái thằng coi như Trúc Hồ nó bơm đít các thứ cho, rồi là chúng nó coi như là đề nghị với cái ông thượng nghị sĩ John McCain ấy, cựu thượng nghị sĩ Mỹ, tức là ông ta vừa mới mất rồi, cũng can thiệp để mà coi chính phủ Mỹ coi như bảo lãnh cái thằng Việt Khang sang bên Mỹ đấy. Các bạn thấy không, sang được khoảng chưa được một tháng thì bây giờ các bạn có nghe tên Việt Khang không, đúng không? Chúng nó sử dụng hết cái ấy của mình thì là bây giờ nó bỏ coi như là một thằng chết trôi. Cho nên tất cả các chuyện nó đều không đơn giản cả. Vâng, thì em nói đến sơ sơ vậy thôi. Bây giờ hôm nay cái chủ đề của em là tôi nói về